Vâng, kính thưa đồng bào rất là quý mến. Đồng bào nhân loại, nói chung đồng bào Việt Nam chúng ta làm chứng. Vừa rồi là sấm điển đấy nha. Từ các tầng trời, từ thiên đàng, do cha trời Thượng Đế Toàn Năng, Ngài là Chúa Giêsu ra lệnh cho thánh cả Giuse và thánh Phêrô, ra lệnh cho Roma, cho giáo hoàng đó, làm việc cùng tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, giám mục Sài Gòn, làm việc với Đảng Cộng sản Việt Cộng, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Cộng, tại chức và những thành phần đã về hưu. Và trong đó có con cháu của mấy đứa về hưu nữa, cũng như đang tại chức nữa. Bởi vì tụi nó tham nhũng hối lộ ghê gớm lắm. Và cảnh cáo bọn Tàu Cộng, cảnh cáo tất cả các nhà lãnh đạo của mỗi quốc gia luôn, là phải dựa vào, mau mắn chấp hành sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Trong đó có cái việc giáo hoàng Roma và người Thiên Chúa giáo, nhớ nha, tất cả người Thiên Chúa giáo, Công giáo hoặc Tin lành phải nghe lời thánh gióng dạy bảo, học hỏi chấp hành sấm lệnh mới nhất của Cha Trời Thiên Thượng Giêsu là Thượng Đế Toàn Năng ban cho, mà Chúa Giêsu đã cảnh báo, cảnh báo từ năm 2010, chứ không phải là mới đây. Và nay Chúa Giêsu là Thượng Đế Toàn Năng ra lệnh cho thánh cả Giuse là ba đỡ đầu của Thượng Đế. Khi mà Thượng Đế đóng cái vai phải xả thân Ngài ra, đóng vai Cha Trời Giêsu để dạy dỗ nhân loại tường tận, cách nay hơn 2.000 năm về trước. Thánh cả Giuse, linh điển của Ngài có mặt ở đây. Và thánh Phêrô, mà người Thiên Chúa giáo nói là giữ chìa khóa thiên đàng, đang đại diện ở tại Roma. Nhưng mà hiện nay thánh Phêrô lâu rồi không có mặt ở đó. Thỉnh thoảng bay về đó kiểm soát, nhưng mà Ngài thấy Ngài buồn quá, bởi vì Roma đã bị bọn quỷ Satan bắt làm nô lệ lâu rồi. Toàn thời gian hoặc là ít nhất là bán thời gian. Nhưng mà thời nay thì kể như là thông thường là toàn thời gian bị bọn quỷ Satan bắt làm nô lệ. Thành ra thánh Phêrô không có mặt ở đó thường đâu, thỉnh thoảng Ngài bay về kiểm soát thôi. Thế thì thánh Phêrô đặc biệt là từ năm 1960 cho đến bây giờ, thánh Phêrô thường xuyên làm việc ở đâu, với ai? Và đến năm 1969, thánh Giuse thường xuyên làm việc với ai? Hai thánh này làm việc với chú giống Di Lặc Phật Vương từ thuở đó đến bây giờ. Vì đây là Phêrô Giuse, Giuse Phêrô Trần Quang Đại Việt Vương Đạo. Và ngày hôm nay Cha Trời Thiên Thượng Giêsu là Thượng Đế Toàn Năng ra lệnh cho thánh cả Giuse và thánh Phêrô, ra lệnh cho tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng làm việc cùng đồng bào và Đảng Cộng sản Việt Nam các em, tại chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các em, từ Nguyễn Phú Trọng cho đến những thành phần trong ban thường vụ các em, hăm mấy ba chục đứa vậy đó.
các em phải thức tỉnh chấp hành làm việc cùng giám mục Du Xe Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Sài Gòn. Làm việc với đồng bào, thu xếp với đồng bào, đón rước vua Việt Nam, đạo trưởng thế giới. Có mặt ở nước Việt khẩn cấp trước khi những biến lớn kinh hoàng xảy ra. Và đương nhiên, Thánh cả Giuse và Thánh Phêrô đã và đang đồng hành cùng Hội đồng Lãnh đạo Cứu Việt Nam và Nhân loại, bởi vì đó là lệnh của Thượng Đế Toàn Năng đã ban ra lâu lắm rồi. Bữa nay Chúa Giống mới thông báo cho các em Thiên Chúa Giáo được biết nói chung và cho cộng đồng thế giới, nhân loại, bao gồm trên dưới 8 tỷ người được biết. Rõ ràng chưa? Chậm trễ, quý vị chậm trễ, quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước mặt Thượng Đế. Ngài là Cha Trời Thiên Thượng Giêsu, Ngài là Thượng Đế Toàn Năng. Cũng như quý vị sẽ chịu trách nhiệm với tất cả quyền thần, thánh thần và ngay cả quỷ thần. Và đương nhiên, quý vị sẽ chịu trách nhiệm với tất cả anh hùng chiến sĩ trận vong linh thiêng khắp nơi trên quả địa cầu. Và quý vị sẽ chịu trách nhiệm với tất cả đồng bào nhân loại. Và đương nhiên, bọn thế lực ngầm, bọn lãnh đạo các quốc gia, Liên Hiệp Quốc, chúng nó tuyệt đối không được quyền ngăn cản. Ngược lại, chúng nó phải tạo đầy đủ phương tiện dễ dàng để cho Giám mục Nguyễn Năng, Tổng Giám mục địa phận Sài Gòn, Việt Nam, miền Nam, Việt Nam làm việc cùng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khẩn cấp. Bất cứ đứa nào ngăn cản trên dưới 8 tỷ đồng bào nhân loại chúng ta, trong đó những thành phần xảo trá lọc lừa thế lực ngầm, thế giới tự do quá trớn và thế giới cộng sản và bọn khủng bố và những kẻ ném đá dấu tay, bất cứ đứa nào ngăn cản, đứa đó sẽ bị nhốt trả lời quả ngục hàng triệu năm. Nhớ nha, linh của Thượng Đế bảo Chúa Giống nhắc nhở, ra lệnh ngày hôm nay. Không còn nhiều thời giờ nữa, bởi vậy ngày hôm nay đầu chương trình Chúa Giống nói là chương trình hôm nay rất là quan trọng. Bởi vì sau khi Thượng Đế cho Chúa Giống ngủ 10 tiếng đồng hồ, lâu lắm mới được ngủ 10 tiếng đồng hồ, đã quá. Thượng Đế dựng đầu dậy, bảo là phải ra văn phòng làm việc khẩn cấp. Chúa Giống năn nỉ nó cho con ngủ thêm 10 tiếng nữa đi. Bao nhiêu năm nay con thiếu ngủ quá rồi. Cha trời nó không con à, con phải dậy. Dậy, ra văn phòng làm việc. Nhớ nha, đây không phải là chuyện đùa. Nhớ nha. Thank you.
Nhớ copy cho được hình ảnh của Thượng Đế Toàn Năng có phước lành đi chung để bảo vệ chúng ta mọi nơi mọi lúc, kể từ bây giờ cho đến ngày tận thế và tương lai mãi mãi. Nhớ nha, nhân loại không còn nhiều thời giờ nữa đâu. Và ngày hôm nay chú giống nhắc nhở lại cho mấy em Phật tử và các sư sãi, các nhà sư lấy danh là sư Phật giáo. Chú giống với tư cách là đạo trưởng thế giới Di Lạc Phật Vương, sứ giả và bình của càn khôn, mà chính ngay cả Phật Thích Ca, Phật Ấn Độ đó, mà còn phải trình diện thánh giống Di Lạc Phật Vương trên núi Tĩnh Tâm ngày 21, đâu có ngày 26 tháng 4 và cho đến ngày 5 tháng 5 năm 2021, Phật Thích Ca mới được gia nhập Hội đồng Cứu Việt Nam và Nhân Loại để phù trợ thánh giống Di Lạc Phật Vương làm việc cùng nhau phân phát hồng ân giải thoát của Cha Trời Thiên Thượng Giê-xu ban cho tất cả nhân loại. Phật Thích Ca chắp tay cầu nguyện. Phật Thích Ca kêu gọi Phật tử mau mắn nghe lời thánh giống Di Lạc Phật Vương dạy bảo, mau mắn chấp hành sấm định mới nhất của Cha Trời Thiên Thượng Giê-xu là Thượng Đế Toàn Năng dạy bảo. Vì thế tất cả Phật tử phải chấp hành thì mới được giải thoát. Và các em đóng vai các sư sãi chùa chiền, am tự đồ các cái, trụ trì đồ các cái, các em phải chấp hành khẩn cấp. Bởi vì các em đã và đang thờ quỷ sa tăng, các em đã và đang thờ quỷ dâm tặc nhiều đời nhiều kiếp. Các em không có tu hành cái giống đất gì hết á. Các em nửa vời, hướng dẫn tầm bay tầm bạ. Giờ đây tất cả các em ở các chùa chiền am tự đóng vai trụ trì, các em phải nghe lời Di Lạc Phật Vương dạy bảo, đọc cho rõ những gì Phật Thích Ca nhắc nhở các em. Vào đây học hỏi, chấp hành khẩn cấp, đừng có u lì bê trễ nữa. Các em trụ trì các chùa chiền am tự không nghe lời thánh giống Di Lạc Phật Vương dạy bảo thì chắc chắn các em sẽ bị nhốt trả lời quả ngục hàng triệu năm để rèn luyện hồn vía, xác vía các em lại, bởi vì các em đã gây quá nhiều tội ác, tội lương gạt ba tánh nhiều đời nhiều kiếp. Giờ đây các em phải chọn nghe lời thánh giống Di Lạc Phật Vương dạy bảo, hay là các em sẽ bị nhốt trở lại quả ngục hàng triệu năm, chứ không có chuyện hàng ngàn năm nữa. Mấy cái đứa mà trụ trì ở các chùa chiền am tự hiện nay, chùa càng lớn thì tội các em càng nhiều. Thấy Phật Thích Ca, Phật Thích Ca, Phật Ấn Độ nè, chắp tay cầu nguyện không? Rõ ràng chưa? Tất cả những ai cho là Phật tử thì tránh xa tất cả các chùa chiền am tự kể từ nay. Nhớ nha.
mời đồng bào gọi vào góp ý cũng như là chia sẻ những hồng ân mà đã nhận được từ khi học hỏi từ Hội đồng Lãnh đạo Cứu Việt Nam và Nhân loại. Và cho giống nhắc nhở cho đồng bào Việt Nam chúng ta nha, trong bất cứ tình huống nào kể từ bây giờ cho đến ngày tận thế, tức là sẽ có nhiều biến lớn xảy ra và dễ bị mắc bẫy, dễ bị vướng vào cái dòng luẩn quẩn bạo động. Đồng bào nhân loại nhớ nha, tránh xa bạo động, không có hận thù, không có trả thù, không có sát hại lẫn nhau. Nhớ nha, đứa nào mà sát hại lẫn nhau, đứa đó sẽ mất tất cả những hồng ân vĩ đại của Thượng Đế Toàn Năng ban cho thì ráng chịu nha. Nhớ nha. Đâu rồi, có mấy em, mấy cháu, đồng bào, những ai, ông bà con, cô bác, anh chị em chúng ta, những ai sẵn sàng gọi vào. Ừ. Ai sẵn sàng gọi vào đâu? Mời đồng bào gọi vào. À, thấy vua Việt Nam Di Lặc Phật Vương, đạo trưởng thế giới, thánh giống xung trận mạnh quá thành ra quảng hồn hay sao vậy? Đâu có đâu. Chú giống chỉ nhắc nhở trong tình thương mến thật lòng, bởi vì chú giống biết đứa nào mà không nghe lời đó, những đứa mà gây nhiều tội ác mà mẹ giờ đây mà không thật sự sám hối thì sắp sửa bị nhốt trở lại quả ngục hàng triệu năm, ghê rợn lắm. Thành ra chú giống phải mệt mỏi nặng hơi mỏi cổ lên đây mà nhắc nhở, mà quát tháo để cho đồng bào nhân loại tỉnh thức. Nhân loại chúng ta gây nhiều tội ác quá, tội tham lam á, giờ đây là phải sám hối thôi chứ không còn gì nữa để mà bào chữa được hết á. Ok, ai sẵn sàng gọi vào thì gọi vào. Gọi vào là Thượng Đế cho phép mới gọi vào được, chứ không phải ai muốn gọi vào là gọi vào được đâu. Sẵn sàng gọi vào thì chứ hiên ngang gọi vào. Cầu nguyện cùng Cha Trời Thiên Thượng Giê-xu cho phép con gọi vào để chia sẻ những hồng ân mà con đã nhận được từ Cha Trời Thiên Thượng Giê-xu do chính Ngài lãnh đạo. Cha Trời Thiên Thượng Giê-xu, Ngài lãnh đạo Hội đồng Cứu Việt Nam và Nhân loại. Chú giống chỉ là một cái loa của Thượng Đế phát ra, không hơn không kém. Chú giống như là một người shipper vậy đó. Shipper giao hàng mà giao những cái món quà này là vĩ đại giá trị nhất của Thượng Đế, và của Thượng Đế ban cho mà cho miễn phí luôn nha, mà không nhận mà còn chê này, cái như là Thượng Đế lấy lại không cho luôn. Con của Thượng Đế nói riêng ở qua đi cầu này không là trên dưới 8 tỷ đứa rồi. Thượng Đế ban cho mà đứa nào khinh bỉ không nhận là mất luôn thì ráng chịu. Giảng gì vậy, hiểu tôi. Đứa nào sẵn sàng gọi vào. Đồng bào thân thương rất là quý mến của chú giống. À, đừng có chạy làng nha. Chú giống đi mẹ dài cao gót, đi dép râu, đi dài bút đồ sô trong bụng, trong dạ của đồng bào nhân loại đó. Tất cả nhân loại chúng ta có tinh thần thánh giống ấp ủ trong lòng mình á, mà hầu hết chúng ta chưa biết sử dụng, chưa có biết đem ra xài, mà tiếp tục cất giấu trong người kể như mất hết. Mai mốt chết rồi là kể như là mất không. Mai mốt chết cái Thượng Đế nó, ủa tại sao ta ban cho con cái tinh thần kêu bằng thánh thiện trong người con, trong hồn vía xác của con mà con không đem ra sử dụng. Bây giờ con chết rồi con than van cái gì? Lúc đó là muộn rồi nha. Tất cả chúng ta là con cái của Thượng Đế, chứ không phải là chỉ có mấy đứa mà giàu có hống hách kiêu ngạo quyền thế độc tài tự do quá trớn đạo đức giả đầu cơ tích trữ, nó cho là chúng nó là những thành phần con cưng của Thượng Đế, chúng nó được quyền hưởng thụ, được sống thiên đàng tại thế mà chúng nó đang sống bây giờ đó, hưởng thụ kinh hoàng lắm, mà chúng nó cho rằng những người nghèo hèn khốn khó là rác rưởi, mà trong cái đó những người nghèo hèn khốn khó khắp nơi quả địa cầu là chi thể của Thượng Đế và là anh chị em ruột thịt của những kẻ giàu có hống hách kiêu ngạo khắp nơi quả địa cầu.
Cái dòng nhạc này đó là chú giống dùng cái một cây kiếm thần à, mà tức là cái một cây kiếm thần thần thánh thánh thần của Thượng Đế ban cho, quạt một cái là từ đông sang tây, từ tứ hướng đó, từ nam ra bắc, từ bắc xuống nam, từ tứ hướng đó, đông tây nam bắc đó, cùng càng khôn luôn, phạn một cái là để dồn những cái tư tưởng ác độc, những việc làm ác độc vào một cái chỗ mà để nhốt tụi nó lại, cô lập tụi nó lại, tại vì tụi nó phá quá, cái tư tưởng ác độc của nhân loại quá quá nguy hiểm, thì cái dòng nhạc này đó là dồn chúng nó vô à, những thành phần mà ác độc, thấy không, sát hại người này sát hại người kia, bon chen chụp giật bóc hốt xảo trá lọc lừa cướp bóc được cái không, hãm hiếp được cái rồi tàn sát rồi cái, bây giờ Thượng Đế bảo là dồn nó vô một cái góc cho nó ăn năn sám hối, chẳng mấy là tụi nó sẽ bị nhốt trở lại quả ngục hàng triệu năm, lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt ghê rợn khủng khiếp đó, đó. Nghe dòng nhạc này tao phản một cái là nghe nghe, nghe giống như cái tiếng đứng đàn lead guitar đó, đây là thánh thần nhạc dùng những ngón tay của giống anh, nghe không? Quê hương đây là quê hương quả địa cầu đó, chứ không phải chỉ có riêng về quê hương Việt Nam mà thôi. Mà nhân loại chúng ta quá khổ đau bởi vì tội ác của chúng ta, tội tham lam đó. Tụi bay mấy cái đứa mà càng giàu có của cải bao nhiêu, càng tích trữ bao nhiêu thì tội tội ác tụi bay mẹ càng nhiều. Ở thế giới siêu nhiên Thượng Đế thấy hết á. Tụi bay phải tham lam, phải bon chen chụp giật bóc hốt thì mới có nhiều của cải. Mà trong cái đó là cái bài học trắc nghiệm Thượng Đế Toàn Năng, Ngài bảo là chúng ta chỉ sống cho những gì cần thôi.
mà tôi bay là sống ham mê thích muốn hưởng thụ đủ thứ, bao nhiêu cũng đủ hết á, gây ra tội ác, phá hoại quả địa cầu, phá hoại đời sống nhân loại đó. Các em các cháu nghĩ kỹ coi có đúng không? Đâu rồi? À, đây là có mấy đứa nói là cô Tư Hờ rồi Sân Trường rồi cái gì đây. Lý Minh Bạch này kia rồi à, mấy đứa còn ai nữa? Nhiều nhiều lắm mà sao mà đâu đã hết rồi. Đâu rồi? Mấy đứa nào lên chia sẻ coi. Học hỏi học được gì từ hội đồng và nhận được những học vấn gì, cứ chia sẻ thôi, chia sẻ thôi. Đừng, không có gì vậy. Đồng bào ở ngoài có ai có những câu hỏi gì không, thắc mắc đến việc làm hội đồng lãnh đạo của Việt Nam hiện loại, mời đồng bào lên tiếng. Bữa nay Việt Nam là mùng 3 Tết hả? Mùng 3 Tết hả? Mùng 3 Tết. Từ mùng 2 mùng 3 cha trời cho giống ngủ giấc trên 10 tiếng đồng hồ đã quá, đó là ngày lì xì đầu năm đó. Thêm tức là phần phụ trội đó để cho ngủ giấc trên 10 tiếng đồng hồ để lấy sức lại. Ngủ giấc 10 tiếng đồng hồ vậy nhìn bằng mặt mình thấy ú dễ sợ. Tại vì thiếu ngủ nhiều năm đó. Ok. Đâu rồi? Mấy đứa đâu có trốn rồi hết rồi. Trả lời không cho lên chương trình hay sao vậy? Ước ao lên chương trình thì cứ lên nhé. Alright. Đây có đứa gọi vào đây. Ok. Có đứa gọi vào đây. Ok. Có đứa gọi vào, có đứa gọi vào. Ừ, rồi cái bắt đầu nè.